ボールを失うことなくマイボールに持っていた山口。Sau khi tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2018, đội tuyển Đức đã có hai trận giao thủ với đội tuyển Áo và đội tuyển Saudi. Kết quả thầy trò Joachim Löw đều khiến giới đầu tư châu Á thất vọng khi họ để thua Áo 1-2 và chỉ thắng Saudi với cách biệt tối thiểu. Tính ra trong 6 trận giao hữu kể từ khi kết thúc vòng loại World Cup, đội tuyển Đức có vẹn vẹn một chiến thắng ハモリがチェリングでセカンドボードを下坂が変わる。鈴木勝てたボール追いついて杉森今度はマイボールしている杉森マイナスのこのボール井上井上狙っていく残りの時間です họ chưa bao giờ đặt nặng thành tích của các trận giao hữu vì chỉ coi đó là cơ hội để thử nghiệm, đặc biệt là dưới thời huấn luyện viên Joachim Löw. Chẳng phải thế mà ở vòng loại World Cup năm 2018 cũng sẽ tăng Đức đã toàn thắng cả 10 trận đi tới 43 bàn và chỉ để lọt lưới có 4 bàn. Hay trước đó với đội hình dự bị, Đức vẫn lên ngôi ở World Cup 2017.7本目のコーナーキックになります。マツダ。中身は 27.1。con số này ít nhiều cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm của đội tuyển Đức trong hành trình bảo vệ ngai vàng World Cup. Và tại nội dung đó, Đức hoàn toàn có thể khởi đầu bùng nổ trận đấu này. Ba đầu bùng nổ hết giờ nữa cả. Cách đây năm ở World Cup 2010. Đội tuyển Đức đã có ngày ra quân tấn công khi đè bẹp Bồ Đào Nha với tỷ số 4-0. Đây cũng là tỷ số mà thầy trò huấn luyện viên Joachim Löw và Anh Lạc Sa Khan và Yuri Sarikov ở trận mở màn World Cup 2010. Đội tuyển Đức có thể thấy Yellow Card. Đội tuyển Đức luôn có truyền thống chơi. Hazama との接触のところちょっとね遅れていきましたんでね。Vòng chung kết World Cup. Đội tuyển Đức đến nay họ đều đã có Yellow Card trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng, thậm chí từng tạo ra nhiều cơn mưa bàn thắng. Với nhiều ngôi sao của cả thế giới như Toni Kroos, Jose Mourinho, Michael Zeus, Đức vẫn được đánh giá rất cao ở World Cup 2018. Họ rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng với Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc, nên rất cần một chiến thắng ở trận khai màn để tạo ra lợi thế. Nếu thi đấu đúng khả năng của mình và tinh thần